Thắng Hoàng xin chào tất cả các bác nhé. Cặp loa 30 của Bốc Alpha. Cặp loa 30 của Bốc Alpha đây mà. Cặp này các bác mà chơi thì có khi là đánh cả xã nghe luôn này. À, nhà thấy đẹp không? Bốc Alpha. Dòng loa này là dòng loa sân khấu, dòng loa quá mạnh. 3 đường tiếng các bác. Chép trung bát. Đấy, con này nó dùng của Emini. Emini thì bát nó đánh khủng lắm các bác. Con này là từ 22 côn 100. Các bác nhìn thấy cái bát của Emini nó đẹp không? Cái bát của Emini nó rất là khủng. Dòng này nó bát tiếng bát từ cái dòng Emini này nó rất là mạnh. Lật cái bát này lên cho chú ấy. Một tay không thể lật nổi. Đẹp kính còn luôn nhỉ. Cặp này sẽ được thắng bằng thanh lý vào tối này. Rồi lắp đi. Thanh lý vào tối này, các bác đăng ký kênh theo dõi nhé. Bác đăng ký kênh theo dõi kênh của Thắng Hoàng nhé. Cái mẫu loa này thì chơi cái gì cũng được các bạn. Thắng Hoàng cảm ơn các bác đã theo dõi video và chào mọi người nhé.